Now turn up. Rồi chào các bạn đến với kênh Haliban Official. Giờ tiếp tục là set 2 các bạn, kèo kỳ 3,5 cuối sân. Set đầu thì Hiếu thắng dư 12 có 2 điểm mà. Thì bây giờ Hiếu chấp dư, Hiếu xuống đất là 3,8 cuối sân 9m các bạn. Dư thì 3,5. Đánh bóng tốt của Dư nha các bạn, điểm 1-0. Đây còn 5 cây nè. Điểm 1-0 nha các bạn. Sẽ đầu Hiếu ăn quá ngọt. Điểm ăn điểm có 10-11-2 là Dư chấp nhận thua non luôn. Giờ là Hiếu chấp lên 3 tấc là 3,8. Lên Hiếu. Đánh bóng ngoài của Hiếu nha các bạn. Điểm 2-0. Thấy vậy chấp mà ra mà 3 tấc sân nó bự xíu rồi. Nó lại hại lắm. Đánh bóng hay của Hiếu nha các bạn. Điểm 1-2. Điểm 1-2 các bạn. Đánh bóng ngoài của Dư nha các bạn. Điểm 2 đều. Điểm 2 đều các bạn. Đánh theo quả bóng ngoài của Dư nữa. Điểm 3-2. Đánh bóng ngoài của Hiếu nha các bạn. Điểm 3 đều. Quá hay cho Dư rồi. Mà Hiếu đánh quá chắc rồi. Điểm 4-3. Điểm 5-3 các bạn, điểm 5-3 chứ không phải 4-3. À 4-3. Nhớ 4-3 sao Hiếu đọc 5-3. Trời điểm 4-3 mà Thanh đá 5. Ok
đánh bóng mát của Hiếu nha các bạn, điểm 4 đều. Đánh bóng thiếu có dư nha các bạn, điểm 5-4. Quá hay Hiếu rồi, điểm 6-4 các bạn. Phát bóng hỏng có Hiếu nha các bạn, điểm 5-6. Thêm một quả đánh bóng ngoài có dư nha các bạn, điểm 7-5. Điểm 7-5 các bạn. Đánh bóng hay của vừa nha các bạn, điểm 6-7. Hiếu sửa lần dư cho bành đó mà dư vô. Hai bành sửa qua sửa lại. Điểm 8-6. Hiếu đánh quá tốt rồi. Nằm 86 mà. Hiếu đếm 8-7-5 nha các bạn. Đánh bóng thiếu của dư. Điểm 8-5. Như mình nhớ là nãy là 86, bây giờ nói chung thì trong sân đếm sao mình theo vậy đi. 8-5. Đánh bóng không vào lưới của Hiếu nha các bạn. Điểm 6-8. Thêm một pha đánh bóng hỏng của Hiếu nữa nha các bạn, điểm 7-8.
đánh bóng tốt của Dương nha các bạn, điểm 8 đều. Bên Dư mà thắng lại chắc cũng đánh đồng lại 3,5 m gây cấn nha nha. Điểm 8 đều các bạn. Đánh bóng tốt của Hiếu nha các bạn, điểm 98 ngay góc luôn. Đánh bóng ngoài của Hiếu nha các bạn, điểm 9 đều. Chép này căng hơn xét hồi nãy nha các bạn. Điểm đều 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 nhau rồi. Hấp dẫn. Quá hay, quá ghê cấn này, cho bạn này. Đánh bóng ra ngoài của Hiếu nha các bạn. Điểm 19. Căng quá. Điểm 19 cho Dư nha các bạn. Đánh bóng thiếu của Dư nha các bạn. Điểm 10 đều. Điểm 10 đều các bạn. Phát bóng ngoài của Hiếu nha các bạn.
điểm 11-10. Trời ơi, điểm gì cấn. Điểm 11-10 nha các bạn. Phạt bóng lỗi của Hiếu chứ lỗi điểm quá trời đáng tiếc. Đánh bóng ngoài của Dư luôn nha các bạn. Điểm 11 đều. Trời ơi, nó cái lỗi này trời. Điểm 1 đều nha các bạn. Hiếu lợi thế được cái phát. Hai bên căng thẳng nha các bạn, điểm này nha. Bên Hiếu đang lợi thế đều. Đánh bóng ngoài của Hiếu nha các bạn. Trời đất ơi, hoài một miếng. Kết thúc xíu anh nha các bạn. Bên Dư thắng điểm 12-11. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký theo dõi những video hấp dẫn kế tiếp nha. Bye bye. Anh em nào có lựa quần mặc quần Tết, quần áo Tết thì liên hệ với mình nha các bạn. Chào các bạn.